23 tháng 5 năm 2021, Ngày hội của Toàn dân và Cử tri Lai Châu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Hôm nay đang vui mừng cho ngày hội lớn, ngày toàn dân làm nghĩa vụ thiêng liêng. Vì độc lập tự do, vì tổ quốc mạnh giàu, chúng ta đi bầu chọn người. Toàn đảng, toàn dân, toàn quân thi đua lập thành tích chào mừng cuộc bầu cử, đồng thời sáng suốt lựa chọn những người tiêu biểu, đủ đức, đủ tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, bầu vào Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Ta cho người thật đông, chung sức chung lòng xây nước Việt đẹp tươi. Xin kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu. Thưa quý vị, tiếp tục chương trình giám sát của Hội đồng Nhân dân tỉnh, ngày 6 tháng 3, đoàn công tác của Hội đồng Nhân dân tỉnh do đồng chí Chu Lê Trinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn, đã tiến hành giám sát trực tiếp việc thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp giai đoạn 2016-2020 tại các xã Nậm Tâm, Lùng Thang và Hồng Thu của huyện Sìn Hồ. Tại xã Nậm Tâm, đoàn đã đi kiểm tra thực tế tại các bản Nậm Kinh, Nậm Ló, Tà Tủ về việc cấp phát máy nông nghiệp và tình hình thực hiện các dự án hỗ trợ phát triển nông nghiệp như trồng cam, xoài, quế cùng một số hoa màu khác. Qua kiểm tra cho thấy về cơ bản các loại cây trồng sinh trưởng và phát triển tốt. Đặc biệt dự án trồng cam tại bản Nậm Ló đã cho thu hoạch, chất lượng và sản lượng được cao. Vụ vừa qua nhiều hộ có thu nhập trên 30 triệu đồng một hecta từ cây cam. Tuy nhiên đối với cây quế do thổ nhưỡng khí hậu và một số yếu tố khách quan nên cây sinh trưởng và phát triển kém, hiệu quả kinh tế chưa cao. Vào chiều cùng ngày, đoàn giám sát làm việc tại các xã Lùng Thang, Hồng Thu tiến hành kiểm tra đánh giá chất lượng, sản lượng và tiềm năng của vùng chè và ngô. Riêng các vùng chè cho kết quả khả quan, chè phát triển tốt, chất lượng cao, đầu ra được công ty cổ phần đầu tư và phát triển chè Tam Đường bao tiêu sản phẩm, giúp người dân yên tâm sản xuất. Và theo kế hoạch, đoàn sẽ tiếp tục đi giám sát thực tế tại các xã Tà Ngảo, Làng Mô, Tùa Xín Trải về chương trình trồng cây dược liệu, chè, khoai tây và một số cây ăn quả khác. Thưa quý vị, chiều ngày 6 tháng 3, đoàn giám sát số 2 của Hội đồng Nhân dân tỉnh do bà Vũ Thị Huyền, trưởng ban văn hóa Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn, đã có chuyến làm việc với xã Nậm Ban, huyện Nậm Nhùn về việc triển khai tổ chức thực hiện các nghị quyết số 33 ngày 28 tháng 7 năm 2016 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, quy định chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2017-2021. Triển khai tổ chức thực hiện nghị quyết số 33 ngày 28 tháng 7 năm 2016 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, huyện Nậm Nhùn đã tổ chức thực hiện đạt hiệu quả, góp phần thúc đẩy kinh tế phát triển, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân vùng biên. Việc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh giai đoạn 2017-2021 trên địa bàn của xã đã triển khai các dự án hỗ trợ, giống lúa thuần, ngô lai, hỗ trợ trồng cỏ khai hoang ruộng nước, máy làm đất, từ đó đã góp phần thúc đẩy kinh tế, bà con nhân dân phát triển, giúp tăng thu nhập cho người dân. Trong khi đó còn triển khai thực hiện nghị quyết số 25/2017 của Hội đồng Nhân dân tỉnh trong giai đoạn 2018-2020, hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế, mô hình giảm nghèo bền vững, chương trình 30A-135 về dự án sa nhân tím, cây thảo quả trên địa bàn của xã, và đưa các nghị quyết chính sách dân tộc và đời sống người Mảng, hiệu quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, đồng thời từng bước làm chuyển biến nhận thức, ý thức của nhân dân vươn lên trong việc thực hiện giảm nghèo bền vững. Thưa quý vị và các bạn, trong 2 ngày mùng 5 và mùng 6 tháng 3, tại trường tiểu học số 1, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Lai Châu đã tổ chức tập huấn dạy học lớp 5 chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo hướng phát triển phẩm chất năng lực học sinh. Tham gia tập huấn lần này có 50 học viên là cán bộ quản lý, tổ trưởng tổ chuyên môn, giáo viên văn hóa dạy lớp 5 và giáo viên bộ môn mỹ thuật, âm nhạc, thể dục của các trường tiểu học trên địa bàn của thành phố. Các học viên được giảng viên hướng dẫn điều chỉnh nội dung chương trình các môn học của lớp 5 hiện hành theo chương trình giáo dục phổ thông 2018, trong đó tập trung làm rõ sự cần thiết của việc điều chỉnh, cơ sở khoa học và những điểm mới của từng môn học, toán, tiếng Việt, lịch sử, khoa học, thể dục, kỹ thuật, mỹ thuật, âm nhạc và đạo đức lớp 5 theo định hướng chương trình giáo dục phổ thông 2018. Những đề xuất điều chỉnh mục tiêu, nội dung, phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá của các môn học theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất nhằm giúp học sinh lớp 5 đảm bảo chuẩn đầu ra tương ứng với chuẩn đầu vào lớp 6 theo chương trình giáo dục phổ thông 2018, góp phần nâng cao chất lượng học sinh học lớp 6 theo chương trình mới đạt yêu cầu.
Sau lớp tập huấn, Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường tổ chức triển khai nghiêm túc hiệu quả các hướng dẫn của phòng về thực hiện chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học hiện hành theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất cho học sinh. Thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học theo hướng dẫn và điều chỉnh kế hoạch dạy học các môn học lớp 5 bắt đầu từ ngày 15 tháng 3 năm 2021. Thưa quý vị và các bạn, theo thông tin từ Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống dịch COVID-19, đến 18 giờ ngày 6 tháng 3, có thêm 6 ca mắc mới tại Hải Dương. Đến 6 giờ sáng ngày 7 tháng 3, có thêm 2 ca mắc mới tại Kiên Giang. 2 ca mắc mới là các ca nước ngoài nhập cảnh cửa khẩu Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang. Ngày 4 tháng 3 đã được cách ly ngay sau khi nhập cảnh. Kết quả xét nghiệm ngày 5 tháng 3, các bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân đang được cách ly điều trị tại Trung tâm Y tế thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang. Từ đầu năm đến nay, trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh COVID-19, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã thực hiện nhiệm vụ kép, bảo vệ chủ quyền gắn với các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Chủ động tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh tạm dừng các hoạt động qua lại cửa khẩu phụ, các lối mở biên giới, thành lập và duy trì 69 tổ với 247 cán bộ chiến sĩ tuần tra chốt chặn COVID-19. Các đồn biên phòng đã đưa trên 1.820 trường hợp vào các khu cách ly để theo dõi và phát hiện trên 1.340 trường hợp nhập cảnh trái phép, ngăn chặn một trường hợp công dân Trung Quốc có ý định nhập cảnh trái phép vào Việt Nam và 143 trường hợp công dân Việt Nam có ý định xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc. Từ những việc làm cụ thể được triển khai đồng bộ và kịp thời của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã góp phần giữ vững ổn định chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, không để bị động bất ngờ, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị. Để đảm bảo ổn định đời sống dân cư, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, bảo vệ vững chắc an ninh quốc phòng, tuyến biên giới Việt Trung, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân. Mục tiêu của Việt Nam đặt ra đến năm 2030 là bố trí ổn định cho trên 15.800 hộ dân trong cả nước. Riêng tại Lai Châu, chương trình bố trí dân cư theo kế hoạch trong giai đoạn 2021-2025. Kết quả rà soát, báo cáo chi tiết các dự án bố trí sắp xếp ổn định dân cư cần bố trí, sắp xếp ổn định cho trên 3.300 hộ dân, bao gồm các vùng, thiên tai, vùng đặc biệt khó khăn, khu vực biên giới. Các dự án bố trí sắp xếp ổn định dân cư là theo hình thức tập trung và ổn định tại chỗ. Dịch chuyển, phân bổ lại dân cư ở khu vực biên giới khó khăn đã khó, nhưng để người dân yên tâm, ổn định cuộc sống còn khó khăn hơn. Vấn đề mấu chốt là khai thác hiệu quả lợi thế địa phương, phát triển sinh kế bền vững và mở mang dân trí. Thưa quý vị, tiếp tục thực hiện chương trình cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh, từ nay đến năm 2025, tỉnh tiếp tục chỉ đạo các sở ban ngành và các địa phương rà soát đưa 100% thủ tục hành chính của các cơ quan cấp tỉnh, 30% thủ tục hành chính của cơ quan ngành dọc trung ương đóng trên địa bàn tỉnh ra thực hiện tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công. 100% thủ tục hành chính cấp huyện, cấp xã tiếp tục được giải quyết theo cơ chế một cửa liên thông. Phấn đấu 100% số lượng hồ sơ thủ tục hành chính của cả ba cấp được giải quyết đúng hạn hoặc trước hạn. Thưa quý vị, sống trong bất an, lo lắng là tình cảnh của hơn 100 hộ dân bản Hua Quẩy, xã Nạm Quẩy, huyện Sìn Hồ, khi những vết nứt sụt lún đã tiến vào nhà ở của các hộ dân. Phần lớn các hộ đều định cư dưới chân núi cao, độ dốc lớn. Người dân ở đây đang phải đối mặt nguy cơ mất an toàn tính mạng, tài sản bởi nguy cơ sạt lở núi rất cao. Để hiểu rõ vấn đề này, mời quý vị cùng theo dõi cuộc trao đổi giữa người dân bản Hua Quẩy và đại diện lãnh đạo xã Nạm Quẩy với phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh. Mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Thưa anh là Lù Văn Nọ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nạm Quẩy và anh Lò Văn Khánh. Thì theo tôi được biết, cái bản Hua Quẩy thì đằng sau sẽ bị sạt lở, bạn sẽ nguy cơ sạt lở thì cơ sạt lở thì cái hướng tới là cấp ủy và chính quyền cũng như là nhân viên cũng sẽ khảo sát và sẽ di chuyển cái bạn của sang chỗ khác. Thì vậy anh Bánh có thể cho biết là mình là người dân ở đây, mình sau khi được tuyên truyền cũng như là cái mong muốn của gia đình ấy, anh có muốn chuyển ra cái chỗ nơi khác không hay là muốn ở cái bản cũ này ạ? Nhưng trong bản này cũng có nguy cơ sạt lở từ lâu rồi và nhà nước cũng quan tâm di chuyển, có hộ thì cũng muốn di chuyển, có hộ làm được nhà lẹp rồi thì lại không muốn chuyển, trục trặc như thế.
có riêng mà gia đình anh thì anh muốn chuyển. Vậy anh có thể cho chúng tôi biết để sau khi di chuyển lên gia đình mình có được hỗ trợ không? Vâng, cán bộ huyện xuống họp thì chưa có hỗ trợ gì, và chuyển gỗ chuyển gì thì từ tức và con khác di chuyển. À vâng, anh Lưu Văn Mộng, anh có thể cho biết đến thời điểm hiện tại là cái số tiền đền bù cho bà con ấy là đã được giải ngân chưa hay là chưa được giải ngân? Vâng, báo cáo với các anh thì số tiền đền bù cho bà con đấy, về cái đất ruộng này, cây trên đất này, với là nương này, đấy, nói chung là cây cối hoa màu đấy trên đất thì trước Tết thì bên huyện nó cũng có bảng áp giá rồi, đấy là để cho bà con rồi, nhưng mà chưa xuống chưa kịp giải ngân để cho bà con được. Đấy là bảo trước sau Tết thì mới giải ngân cho bà con. Đấy về cái là giải ngân cho bà con. Vậy thì hiện tại là cũng chuẩn bị bước sang mùa mưa lũ đấy, thì mình cũng mong muốn là để cấp trên quan tâm và sớm di chuyển bà đến này. Vâng, báo cáo với anh thì nhân dân thì cũng mong đảng và nhà nước cũng quan tâm. Đấy thì để đi rời cái bản cũ này, nếu cưa sạt lở đấy thì chuyển đi nơi ở mới. Thì đấy, trước Tết thì bây giờ vừa sau Tết thì cũng giờ bà con cũng rất là mong đấy để các cơ quan ngành đấy là sớm đấy để về làm cái mặt bằng nền để cho bà con chuẩn bị di chuyển nơi ở mới, nó bảo đảm hơn. Đấy, sau này nó cũng mà mưa lũ nữa thì rất là khó khăn. Thưa quý vị, nhằm kiểm soát thị trường, kịp thời xử lý các sai phạm và đảm bảo chất lượng hàng hóa phục vụ nhân dân, đội quản lý thị trường số 3 huyện Than Uyên, Tân Uyên đang tăng cường các biện pháp nghiệp vụ để kiểm tra kiểm soát thị trường, đặc biệt là hàng hóa dư thừa Tết Nguyên đán Tân Sửu. Những ngày sau Tết Nguyên đán, phóng viên có dịp được quay lại huyện Than Uyên tìm hiểu thị trường hàng hóa đầu năm. Qua thâm nhập thị trường đến thời điểm này, hầu hết các cửa hàng kinh doanh trên địa bàn huyện đã hoạt động kinh doanh trở lại. Tại các cửa hàng, trung tâm mua sắm và siêu thị trên địa bàn huyện Than Uyên, hàng hóa phục vụ Tết đều đã hết. Hiện nay, để phục vụ bà con nhân dân thời điểm sau Tết, nhiều cửa hàng đang nhập mới hàng hóa. Trong đó, nhiều chủ kinh doanh chú trọng nhập các hàng thực phẩm, nhu yếu phẩm và các loại nước ngọt để phục vụ nhân dân do thời tiết nắng nóng. Trước Tết nhà tôi có nhập nhiều mặt hàng nước ngọt, bánh kẹo và mì chính phục vụ bà con xung quanh ở đây. Đấy. Nhưng số lượng nhà tôi trong Tết thì nhập cũng tương đối là lớn để phục vụ bà con, nhưng đến giờ cũng hết. Đầu xuân năm mới nhà tôi cũng nhập thêm một lượng hàng mới để phục vụ cho bà con, đáp ứng nhu cầu cho bà con qua Tết. Hàng hóa nhà tôi nhập chủ yếu là đều có hóa đơn, chứng từ đầy đủ, nguồn gốc rõ ràng. Từ đầu năm đến nay, đội quản lý thị trường số 3 huyện Than Uyên, Tân Uyên đã kiểm tra theo kế hoạch được 49 cơ sở kinh doanh. Trong đó phát hiện và xử phạt vi phạm hành chính 34 vụ, chủ yếu là lĩnh vực về giá, vi phạm an toàn thực phẩm và vi phạm nhãn hàng hóa. Thu và nộp ngân sách trên 42 triệu đồng. Để đảm bảo bình ổn giá thị trường sau Tết, đội quản lý thị trường số 3 đang tăng cường công tác tuần tra kiểm soát hàng tồn dư trước Tết, nhất là các hàng thực phẩm có hạn sử dụng ngắn như bánh nướng, bánh dẻo và các hàng hóa nhu yếu phẩm. Để đảm bảo cho cái việc hàng hóa đưa ra lưu thông trên thị trường ấy, thì chúng tôi kiểm tra, thứ nhất là kiểm tra về cái nguồn gốc xuất xứ, thứ hai là cái kiểm tra về cái hàng hóa là quá hạn sử dụng và không đảm bảo cái vệ sinh an toàn thực phẩm. Thứ ba nữa là kiểm tra về cái việc niêm yết giá bán và bán đúng theo giá niêm yết. Thứ tư nữa là kiểm tra về cái việc kinh doanh hàng hóa giả đối với các cái mặt hàng mà thiết yếu. Thứ hai là cái mặt hàng mà để phục vụ bà con mua sắm nhiều nhất. Thì chúng tôi cũng tăng cường để kiểm tra, giám sát rất chặt chẽ và cương quyết xử lý nghiêm các cái hành vi vi phạm. Ngoài ra, đội còn chú trọng tuyên truyền đến các chủ cửa hàng thực hiện niêm yết giá, đảm bảo hàng hóa khi nhập có nguồn gốc xuất xứ và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
từ đó nhằm nâng cao ý thức cho các hộ kinh doanh trong vấn đề thực hiện đảm bảo hàng hóa, phục vụ người dân. Tôi thì cũng chuyên kinh doanh hoa quả, mấy hàng bánh kẹo các thứ gì. Đến Tết thì mình cứ bán hàng xong mình luôn đảm bảo an toàn vệ sinh sạch sẽ, dọn dẹp sạch sẽ để đảm bảo nhu cầu cho khách hàng tiêu dùng. Thời gian tới, đội quản lý thị trường số 3 huyện Than Uyên, Tân Uyên sẽ tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến các tổ chức cá nhân tham gia hoạt động kinh doanh trên địa bàn, đảm bảo chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, nâng cao hiểu biết, ý thức chấp hành pháp luật, từ đó hạn chế các hành vi buôn lậu, sản xuất, buôn bán hàng cấm, hàng giả và gian lận thương mại trên địa bàn. Đồng thời phối hợp với các đơn vị có liên quan, thường xuyên kiểm tra một số mặt hàng thiết yếu như xăng dầu, muối, đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng. Thưa quý vị khán giả, hưởng ứng tuần lễ áo dài Việt Nam diễn ra từ ngày 1 đến ngày 8 tháng 3 do Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và Liên đoàn Lao động tỉnh phát động. Ngay từ thứ hai đầu tuần, cán bộ giáo viên trường trung học cơ sở Đoàn Kết đã tích cực hưởng ứng sự kiện này, qua đó lan tỏa vẻ đẹp của áo dài tại học đường, là dịp để cán bộ giáo viên nhà trường giới thiệu cho thế hệ trẻ về nét đẹp văn hóa của dân tộc. Phản ánh chi tiết của nhóm phóng viên thời sự, mời quý vị cùng theo dõi. Với trang phục áo dài truyền thống, mỗi giáo viên của trường trung học cơ sở Đoàn Kết như càng thêm tự tin, tự hào khi đứng trên bục giảng. Những tà áo thướt tha không chỉ tôn vinh được vẻ đẹp dịu dàng, duyên dáng của nữ giáo viên, mà còn góp phần tôn vinh giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam. Mặc trên mình chiếc áo dài cũng là cách để giáo viên giới thiệu cho thế hệ trẻ về nét văn hóa truyền thống của dân tộc, thu hút sự chú ý của học sinh vào các bài giảng. Áo dài là một trang phục truyền thống của dân tộc ta, thì là các thầy cô mặc áo dài thì các thầy cô đang kế thừa cái truyền thống đấy. Nên là khi các thầy cô mặc áo dài thì em cảm thấy rất là uyển chuyển, nhẹ nhàng, các thầy cô xinh hơn. Và khi mà các cô mặc áo dài đi dạy thì các bạn học sinh sẽ thấy cảm thấy rất là cuốn hút vào bài học và sẽ thấy học tốt hơn. Truyền thống của phụ nữ Việt Nam nó là một trang phục truyền thống rất là đẹp, nó tôn vinh cái nét đẹp của người phụ nữ Việt Nam. Và với cái tà áo dài của này thì mình thường hay mặc vào những cái ngày dịp lễ đặc biệt quan trọng. Và những cái ngày như là ngày 8 tháng 3 hoặc 20 tháng 11. Và kể cả khi mặc lên lớp thì nó cũng sẽ tôn lên được cái nét đẹp dịu dàng của các cô giáo. Trường Trung học cơ sở Đoàn Kết hiện có hơn 40 nữ cán bộ, giáo viên, nhân viên. Nhà trường luôn khuyến khích nữ cán bộ, giáo viên mặc áo dài khi tham dự các hoạt động kỷ niệm, những ngày truyền thống, ngày lễ và các sự kiện quan trọng, qua đó thể hiện sự trang nghiêm và phát huy giá trị của trang phục áo dài. Tuy nhiên, nếu dựa trên sự phù hợp với điều kiện và đặc thù nghề nghiệp, đảm bảo thuận lợi cho giáo viên, người lao động trong quá trình làm việc. Hưởng ứng tuần lễ áo dài Việt Nam thì đối với lại thầy cô trường trung học cơ sở Đoàn Kết, trường tôi là có 43 cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên là nữ, thì đều trên tinh thần rất là tích cực, chủ động cùng nhau để thực hiện tốt tuần lễ áo dài Việt Nam thông qua cái việc mà mặc áo dài khi lên lớp, rồi tham gia các hoạt động tập thể, hoạt động chung và tuyên truyền giáo dục tới toàn thể các em học sinh về tà áo dài Việt Nam, nét đẹp truyền thống văn hóa của dân tộc Việt Nam. Tuần lễ áo dài thực sự tạo nên sự lan tỏa rộng khắp, tạo bầu không khí vui tươi, phấn khởi trong tập thể sư phạm nhà trường. Đây là hoạt động thiết thực ý nghĩa, chào mừng kỷ niệm khởi nghĩa Hai Bà Trưng và 111 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8 tháng 3, đồng thời góp phần tôn vinh giá trị của áo dài Việt Nam trong đời sống xã hội, khơi dậy niềm tự hào trách nhiệm giữ gìn và phát huy di sản văn hóa Việt Nam cho thế hệ trẻ.